Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì ngày hôm nay hai vợ chồng mình sẽ lên máy bay và bay qua Las Vegas để dự concert của Blackpink. Let's go. You ready? Yes. Chuyến đi chỉ có 2 tiếng thôi mọi người, nhưng mà mình cảm thấy rất là mệt tại vì tụi mình phải dậy sớm từ 4 giờ sáng để chuẩn bị để đi ra. Máy bay cất cánh vào lúc 6 giờ sáng và đến nơi là cỡ khoảng 8 giờ hơn đó mọi người. Mọi người ơi, mình đã đến nơi đây rồi. Và tình hình là năm nay đến Vegas á, thì cho gì nó đã cho mình một cơn mưa rồi. Trời ở ngoài thì không có nắng mà mưa à mọi người, nhưng mà nhiệt độ thì vẫn là rất là nóng. Mỗi lần đến Vegas lúc nào cũng nóng hết á. Nếu mà mưa thì nó sẽ đỡ nóng hơn xí, nhưng mà tại vì mình đi concert á thì mình kiểu mình ngại đi trời mưa lắm. Hy vọng là chiều tối nay nó sẽ hết mưa ha. Trời không hề nắng luôn mọi người. Nó đỡ hơn, không có nóng lắm. Giờ mình đi Uber mà lại chỗ khách sạn hả? Rồi mọi người, tụi mình đã đến nơi đây rồi. Trời ơi, quá trời người luôn. Bữa nay thứ 6 cuối tuần đó, nên là người ta đi du lịch khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi vào check in ha. Đây, mình sẽ ở cái khách sạn này. Mọi người nhìn cái trần nhà đẹp không? Một bức tranh rất là đẹp luôn. Ở bên cái này gọi là sẵn trần, sẵn khách sạn chứ trần nhà là chứ. Rồi bước vô đây. Quả trời quả đất luôn. Một màu vàng vàng. Quý sự tộc. Thì thường á, bên trong khách sạn ở Vegas á, nó sẽ có sòng bài đầu kia kìa. Rồi là có nhà hàng, buffet, rồi có đầy đủ hết. Giờ đợi check in cũng phải get line. Một line dài luôn mọi người ơi, đông quá trời đông. Đó, bây giờ mình sẽ đi lên khách sạn ha. Để đi lên được khách sạn á thì mình phải đi qua quá trời là máy chơi game đó. Nhưng mà mình với ông host sẽ không bị cám dỗ đâu. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay cho mọi người coi một xí cái chỗ khách sạn mà tụi mình ở nha. Thì khi mà mình bước vào đây á, thì bên tay phải đây là cái phòng cái nhà vệ sinh mọi người. Thì ở đây là mình sẽ có hai cái bồn này ha, hai cái bồn rửa mặt này, có gương đồ, xong rồi có bồn tắm, rồi có cái chỗ tắm nhưng mà tắm đứng đó mọi người, mà không biết gọi là sao nữa. Trong này là cái toilet, đóng cửa lại. Ở trên kia có một cái màn hình tivi nhỏ nhỏ để mình vừa tắm vừa coi tivi. Thì cái nhà vệ sinh này nó khá là rộng mọi người, rộng lắm luôn á. Rồi mình sẽ đi tiếp lại đầu này, đây là cái tivi rồi cái tủ, xong ở bên này là cái giường ngủ ha, giường ngủ. Và ở đây thì có một cái này là cái tủ để mình đựng đồ á. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi ra phía đây. Cái này là cái phòng khách, phòng khách có đầy đủ bàn ha, rồi tivi này. Tính ra là ở trong cái phòng này có 3 cái tivi lận luôn. Tivi ở đây, ở trong phòng vệ sinh với lại phòng khách. Nó chia ra 3 cái khu vực ha. Xong rồi có ghế, có bàn, có sofa mình ngồi. Có một bàn làm việc đây nữa. Và có cái view, view này thì không phải là view thành phố. View thành phố thì là hướng bên này. Còn ở đây là cái view là hồ bơi. Hồ bơi ở khách sạn đó, nó có rất là nhiều hồ bơi luôn. Từng khu vực thì mình thích thì mình xuống dưới đó mình bơi ha. Rồi ở đây có mấy cái khách sạn này, nó đang xây ở đầu kia là khách sạn của Trump. Đó, thì khách sạn của mình là gần khách sạn Trump.
Bay. How far from here to the concert? Stadium. The Allegiant Stadium. Mm-hmm. Stadium. I mean. Let's see. It's 2.5 miles. 2.5 miles. Sure. So it's Từ đây đến cái chỗ concert á thì cỡ khoảng 2.5 miles, cũng gần chứ không có xa lắm. So it's a 15-minute drive over there. Oh, okay. Yeah. Take a lift or something. Okay. Cỡ khoảng 15 phút mình đi Uber mọi người. Cái phòng này nó cũng dễ thương ha. Rồi giờ mình sẽ ăn sáng đi ha, đi ăn sáng đi. Vợ chồng mình chắc đến khách sạn xong rồi đi đến Chinatown và ăn. Nãy tụi mình ăn đồ Malay á mọi người, rất là ngon luôn. Ăn cơm gà, các thứ xong giờ no rồi đi vô cái quán này để ăn kem này. Kem ở đây handmade rất là ngon luôn mọi người. Nãy giờ tụi mình đi bộ xong rồi cái mệt quá. Đi về đây tại vì concert mình tưởng là 7 giờ mới diễn ra nhưng mà thực ra 8:30 mới diễn ra mọi người. Tụi mình về đây tụi mình ngủ bù cho hồi sáng, tại hồi sáng dậy 4 giờ sáng rồi xong ra sân bay đúng 6 giờ mới bay á mọi người. Xong rồi đang ngủ được ngủ bù được 2 tiếng đồng hồ, cái bây giờ dậy để make up trang điểm các thứ. Ở ngoài kia cái pool người ta đang có party, bây giờ mình sẽ quay cho mọi người coi. Nó ầm ầm luôn, làm tụi mình phải thức giấc luôn. Này là thành phố không bao giờ ngủ mà hai vợ chồng đến đây để ngủ mọi người. Ok, mình sẽ cho mọi người coi nha. Look at that. Này mọi người, ầm ầm sầm luôn. Đó thấy không? Pool party. Yeah. Quá trời quá đất luôn. Everybody could put your hands up. Woo! Everybody put your hands up. Đó, cưng không? Vui ha. Bây giờ make up rồi đi thôi mọi người. Oh. Wow, so excited. Mọi người ơi, mình đã make up rồi, lên đồ sẵn rồi. Ở đây thì mình có cái light stick. Ok, thì bây giờ mình sẽ di chuyển ra sân vận động nha mọi người. Bây giờ là 6 giờ tối rồi à, thì mình cứ đi ra là dành là vừa à, nhiều người á, người ta mua vé kiểu VIP này kia, người ta ra trước từ sáng sớm rồi. Còn mình thì mình mua trễ á, là chỉ còn mấy cái vé mà ngồi phía bên trên thôi. Thì mình sẽ quay cho mọi người coi là cái view chỗ mình ngồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người cùng đi nha. Let's go. Open it. Heavy, huh? Yeah. Where are you going? You're going the wrong way. I'm too late. I'm gonna run out of batteries. You bring the battery? No. Yeah. Okay. Trời là trời, mưa gió. Kiếp nạn gì đây trời ơi. Lần đầu đi concert Blackpink mà nó mưa quá trời mưa má rồi. Còn xếp hàng nữa. Tắt cửa luôn mọi người. Mình phải mất khá là nhiều thời gian để đến đây. Lạnh quá. Blackpink đưa mưa từ Hà Nội đi qua tận Mỹ. Ok. Quá trời người luôn mọi người. Khi vào đây á, người ta sẽ không có cho mình đem túi xách này kia đâu. Nếu mà mọi người có những cái đồ nhỏ nhỏ thì mọi người phải mua cái bag mà bag trong á, là clear bag á, là bên trong phải thấy tất cả người ta mới cho vô.
thấy có một số người á, người ta bắt quay chữ chỗ về giống như là bỏ ngoài ô tô hoặc là cách đi đâu đó, nói chung là không đẹp được, không được đưa vào. Water, beer, soda. Mình thấy á, nhiều người á có outfit rất là đẹp luôn mọi người, kiểu nhìn rất là dễ thương, rồi có nhiều người rất là cá tính luôn á. Bán có đồ ăn thức uống này, mình có thể mua trước khi mình vào để khỏi đói hoặc là khát các người. Xong qua bên này là cái khu vực mà người ta sẽ bán quần áo, à quần áo chứ đâu có quần áo, với lại là cái plastic. Mình muốn mua thì mình xếp hàng mình vô mình mua ha. Bây giờ mình sẽ đi xuống chỗ ngồi của mình nha. Trời ơi, cái dốc này nó cao phải luôn. Nó dốc quá. Just left me.
xong concert rồi. Lúc mà ở trong concert á, ông hút kiểu giống như là buồn ngủ. Ông buồn ngủ. Đến khi đi ra khỏi stadium á, thì bắt đầu ông kiểu vui vẻ hơn á mọi người. Tại ông không phải là fan. Thế bây giờ tụi mình sẽ về ha. À, không đi ăn cái đã chứ, tại vì lại chưa ăn tối luôn á. Sáng mới ăn trưa xong rồi ăn lạc và đã chưa ăn tối luôn. Rất là đói. Nãy giờ khô hào hết quá trời quá đất. Nói chung là concert lần này á, mình đi rất là vui luôn. À, không khí quá tuyệt vời. Xong cái bốn chị Blackpink ai cũng hát hay hết, nhảy vũ đạo quá chuẩn luôn. Xong rồi á hả, hát như vậy mà không có mà ha, mình hát một hai lần thôi mà mình đã thấy đau cổ họng rồi á. Thì bây giờ mình sẽ đợi ở đây một xíu, tại vì rất là đông người, mình phải đợi cho người ta đi ra hết cái đã, xong rồi mình đi sau, cái mình sẽ book Uber đi về ha. Mình sẽ ở lại Vegas 2 ngày nữa. Ngày mai là thứ bảy với lại chủ nhật. Rồi xong rồi mình sẽ đi coi show, rồi ăn buffet, thì có gì mình sẽ cố gắng quay lại cho mọi người cùng xem nha mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Bye. Say bye bye. Bye bye bye. 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 Bye.